bạn trong câu chuyện trẻ em. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Dành Sài Gòn xin dẫn tất cả các bạn đến với lại siêu thị không đồng được đặt tại trung tâm hoạt động của tỉnh Bến Tre, là một trong những siêu thị hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn tại vùng dịch Covid các bạn nha. Và các bạn ơi, hồi nãy giờ anh đang đợi bạn Cũng Long nhỏ rất là nhiều rồi mà ông thấy bạn Cũng Long đâu hết trơn á. Ồ mà quên nữa, hồi nãy á, là bạn Cát Nhỏ cũng có gửi một bức thư cho anh Sido, không biết có phải là do của bạn Cũng Long gửi không nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc bức thư này nha. Gửi anh Sido và các bạn, do Cũng Long mãi mê ham chơi, đi đến vùng đông người và vùng dịch, nên hiện tại Cũng Long đã được cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Cũng Long sẽ quay lại đồng hành cùng chương trình Câu Chuyện Trẻ Em và anh Sido, Cũng Long. Các bạn ơi, thế là bạn Cũng Long nhỏ nhà chúng ta đã bị cách ly rồi. Và các bạn lưu ý là chúng ta không tụ tập đông người nè, chúng ta đeo khẩu trang và thực hiện 5K cho đúng và an toàn các bạn nha. Và ngay giờ này á, thì có một câu chuyện á, muốn đặt ra cho các bạn. Đó chính là chúng ta thường làm gì có thể giúp ba mẹ trong việc mà chúng ta giải quyết vấn đề công việc nhà nè. Chúng ta đã có những hành động gì để giúp cho ba mẹ, để ba mẹ đỡ cực khổ trong công việc nhà hơn. Và bây giờ thì anh sẽ cùng tất cả các bạn cùng nhau xem câu chuyện đó là gì nha. Bạn ơi, lớn lên đơn đi khắp muôn nơi, còn tôi không có như thế. Vì tôi mơ được ăn thỏa thích, được ăn thỏa thích. A few moments later. Hello, đi lên nhà để chị ba nấu cơm cho chị em đi học nè. Nhanh lên. Rồi, biết rồi. Thôi chị hai để em rửa chén xong rồi em mang ra cho chị không thôi. Con Út không biết lau nó lau không sạch đó. Trời ơi con Út, chị dặn em lau nha cho xong đổ rác cho chị. Chuẩn bị cho đi học nha. Thôi để em đổ cho. Ừ, vậy nha. Chị ba làm đi. Chơi làm xong thì có khi mình cũng khen cháu là rất là giỏi, làm sạch sẽ để khích lệ tinh thần cháu những lần sau làm nhiều hơn, tốt hơn. Con tên là Khải Duy, con học lớp cao 1 trường mầm non Bảo Nguyên. Con 5 tuổi, con phụ mẹ rửa chén, lau nhà, dọn đồ chơi. Con xong rồi con tự đăng chén dơ của con đang dọn. Mỗi lần con làm xong là con được mẹ khen con là con giỏi, con ngoan.
Như chúng ta đã thấy vấn đề trong clip, nếu như chúng ta không tập cho con làm việc nhà từ nhỏ, thì khi không có ba mẹ, anh chị thì các em không thể làm những việc cơ bản của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc khắc phục vấn đề này rất đơn giản nếu bậc phụ huynh áp dụng đúng các biện pháp sau. Đầu tiên là chỉ dẫn chi tiết. Bước đầu trong việc dạy con làm việc nhà, đó chính là làm mẫu cho con. Và điều thứ hai, đó chính là đưa vào thời gian biểu cho con, tạo thói quen. Cách dạy cho con làm việc nhà là để thể hiện hình thành thói quen hàng ngày. Khi công việc lặp đi lặp lại thì trẻ sẽ tự ghi nhớ cách làm việc nhà. Và điều thứ ba đó chính là cùng làm việc nhà với con như hai người bạn thân. Sự chia sẻ và giúp đỡ từ ba mẹ giúp cho bé cảm nhận được sự quan tâm, tạo cảm giác được tôn trọng của người lớn và được góp phần giúp đỡ gia đình, dần thể hiện sự tự tin, trưởng thành hơn. Và điều thứ tư đó chính là để con tự làm khi con có thể. Khi giao việc nhà cho con là bạn đã thể hiện rằng bé có đủ năng lực và trách nhiệm trong công việc. Bạn chỉ nên can thiệp và khi bé có nhờ sự hỗ trợ từ phụ huynh, thay vì la mắng và giành làm, bạn nên gợi ý và cổ vũ để bé tiếp tục. Và điều thứ năm đó chính là chúng ta nên khuyến khích và khen ngợi, không nên chê bai con khi làm việc nhà không tốt. Lời khen từ bạn giúp cho trẻ thấy được sự công nhận và có thêm động lực để làm việc nhà. Bạn nên khích lệ sau khi con làm hoàn thành công việc của mình. Và đặc biệt là chúng ta nên giao việc phù hợp với độ tuổi. Và điều cuối cùng đó chính là ba mẹ cần nên tập sự kiên nhẫn. Ba mẹ hãy chấp nhận bát bị rửa bẩn hay nhà lau không sạch, quần áo thì không giặt sạch. Và điều đó thể hiện được sự trách nhiệm của ba mẹ đối với con cái. Và chúng ta hãy kiên nhẫn, chúng ta giáo dục và rèn luyện con để con làm việc nhà thật tốt hơn ba mẹ nha. Và các bạn ơi, qua câu chuyện vừa rồi chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cần phải giúp cho ba mẹ trong việc làm việc nhà để ba mẹ đỡ cực khổ hơn. Chúng ta có thể rằng là ở nhà là chúng ta dễ giữ gìn vệ sinh cho căn phòng của mình, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ nè, thu xếp quần áo gọn gàng nè, để giúp cho ba mẹ những việc đơn giản các bạn nha. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi và hy vọng là tất cả chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của các bạn trong câu chuyện trẻ em. Và ngay giờ này thì anh Sido cũng như là tất cả các bạn hãy gửi những phần quà này cho siêu thị không đồng. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp bạn trong chương trình lần sau.